Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Rồi, cái đó quan trọng, để khỏi chào hỏi hết ảo, nó quan trọng mình cái báo tin ấy, cái nó quan trọng. Rồi, hôm nay chúng tôi giảng bằng cái phone, cho nên hơi 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 có cái nóng ruột. Hôm nay giảng bằng cái phone. Hôm nay mình học kinh 80 thì 88 88 88 thì ở đây là năm cái pháp mà vì font nó nhỏ quá cho nên tôi đọc cho các vị viết giùm nha, chứ còn tôi không có viết được. Số 1 á, trước hết đó là một cái vị tỳ kheo trưởng lão Tu Lâu, là cái bậc Long Tượng, cái người ngồi chiếu trên ở trong tăng già. Mà có năm cái điều này cộng lại đó là một cái bất hạnh cho chư thiên và loài người. Nhiều Phật tử không có hiểu tại sao mà một cái đời tu của một vị sư ở cái cõi người mà tại sao có cái ảnh hưởng đến chư thiên và loài người là sao. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là tu tập đàng hoàng đó, nhiều lần chúng tôi nói nó có cái ảnh hưởng rất là lớn với thiên hạ. Bởi vì những gì mình nói ra, mình chia sẻ bằng lời, là nó có cái ảnh hưởng theo cái cách khác. Mà cái nếp sống của mình để người ta nhìn vào đó, người ta bắt chước hoặc là người ta bất mãn đó, thì nó lại là để lại một cái tác động kiểu khác nữa. Đó là đối với thế giới của loài người. Còn thế giới chư thiên là sao? Trong kinh nói đó, mỗi khi mà ở dưới cõi người mình nó có một cái phong trào thiện pháp thì chư thiên họ vui lắm, bởi vì họ biết rằng là rồi đây thế cái hội chúng của chư thiên sẽ có thêm người. Sẽ có thêm người. Còn khi nào mà ở dưới cõi nhân loại đó mà thiếu vắng phong trào tu hành, hoặc là có nảy sinh những cái phong trào bất thiện thì chư thiên họ không có vui, vì họ biết rằng là cái hội chúng chư thiên sẽ không có thêm người, và cái hội chúng của cái cảnh giới sa đọa nó sẽ thêm người, đại khái như vậy. Do đó là một cá nhân ở dưới cõi người, nếu mà tính từng cá nhân thì không có gì hết, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng mà cái khổ chỗ là những cái gì cá nhân đã nói ra và hành động suy tư đó, những cái đó nó có ảnh hưởng đến thiên hạ trong cái nhân gian, và hễ có ảnh hưởng đến nhân gian thì đương nhiên là nó có ảnh hưởng đến thiên giới. Mà mình thì mình không có thi nhãn, không có thi nhĩ, không có thần thông, cho nên mình không có thấy được có một cái mối liên lạc giữa các cái thế giới, các cái cảnh giới với nhau. Mình không có thấy, mình chỉ quẩn quanh, xin lỗi, giống như gà què quẩn có xây vậy đó. Có nghĩa là mình chỉ có biết có gia đình của mình, mái nhà của mình, tài sản của mình, tấm thân của mình, những cái quan hệ xã hội mà liên hệ tới mình, vọng vọng nhiêu đó thôi, chừng nắm vậy thôi, chứ mình không có biết rằng đó là mỗi mỗi một cái hành động, mỗi mỗi một cái tư tưởng của mình đó, nó đều có những cái tác động nhất định lên người khác. Tôi ví dụ nha, thí dụ như hôm nay trong rung này cũng có người biết biết thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, biết Ngài Huyền Trang, mặc dù qua sách vở thôi nhưng mà có biết. Mình cũng biết ít nhiều về Đức Phật, về Ngài Xá Lợi Phất, biết ít nhiều về những cái vị mà gọi là hiền nhân, và cũng biết rất là nhiều về những cái kẻ ác nhân như là Tần Thủy Hoàng, Pol Pot, Hitler, vân vân. Thì tùy vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà trước mỗi tấm gương ta có một cái phản ứng khác nhau. Cái chỗ này tôi nói thiệt là chậm nha. Trên đời có vô vàn những cái gương xấu và gương tốt. Tùy vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà ta có một cái phản ứng tâm lý không giống nhau trước những tấm gương ấy. Thí dụ như cái kẻ mà không có thích Tào Tháo thì nói là Tào Tháo là gian hùng. Nhưng người thích Tào Tháo thì phải nói họ khen Tào Tháo là cái bậc là
cơ mưu cái người có trí dũng song toàn nha, Tào Tháo. Có người thích Quan Công, có người thì thích Khổng Minh. Yeah. Nhưng có người nó cũng minh gian, yeah. Vì cái cơ nghiệp nhà Hán mà Khổng Minh đã gọi là giết không biết là bao nhiêu là mạng người nha. Cho nên đó là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, cái căn cơ, cái sở tánh của mỗi người, mà trước mỗi cái tấm gương tốt xấu ở đời ta có một cái phản ứng tâm lý khác nhau, hoặc là bất mãn, hoặc là học đòi nha, tức là bắt chước đó nha. Tôi làm một dòng như vậy để cho các vị thấy rằng một cá nhân tỷ kheo, mà đặc biệt là những cái vị long tượng, những cái bậc cha bậc thầy của tăng chúng, cái từ kinh dùng gọi là Sankhipitaro, tức là bậc cha bậc thầy của tăng chúng nha. Mà đối với tăng chúng mà còn phải quỳ mọp với chân vị này thì nói chi là cư sĩ. Và chính vì vậy cho nên ý, vị này trở thành ra là cái ngọn cờ nguyên soái để cho ba quân tướng sĩ mà nhìn lên trông theo đó. Cho nên vị này có rục rịch sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi ví dụ như hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Minh Châu. Đây là những cái vị tôn túc mà trong nước ai cũng biết. Tức là bây giờ hòa thượng Thanh Từ mà tuyên bố một cái gì đó là bảo đảm rúng động Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Nhất Hạnh cũng vậy, hòa thượng các vị mà có một cái tuyên bố nào đó, có một cái kiểu sống đặc biệt nào đó thì sẽ trở thành ra là cái mối quan tâm lưu ý cho rất là nhiều người nha. Các vị còn nghe rõ không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngày mới dạy rằng cái chuyện đầu tiên là một vị tỳ kheo mà xuất gia lâu ngày, thì chuyện đầu tiên là vị đó có uy tín lớn, nhận được nhiều cái sự lễ bái cúng dường của người khác. Thứ hai nữa là cái vị đó nó lại là cái người gọi là tinh thông giáo pháp, tinh thông giáo pháp. Rồi cái thứ ba nữa là bên cạnh cái tinh thông đó, vị ấy lại là cái người gọi là chủ trương cái tà kiến, và rất là nhiều người đi theo cái tà kiến đó. Rồi là khi mà những cái vị đó, đó mà coi như là tôi nhắc lại nha, tức là được có danh vọng nè, được đệ tử nè, a văn nổi tiếng nè, nhưng mà bị kẹt cái chỗ là vị đó gọi là tà kiến, vị đó tà kiến. Và tiếp theo là chỉ từ cái tà kiến của vị này nó mới dẫn đến cái chuyện là nhiều người sẽ học đồ, sẽ bắt chước theo vị này, chính từ cái chỗ này nè. Cho nên cái chuyện mà vị này có mặt ở đời đó là mối đại họa cho nhân gian. Và cũng ảnh hưởng đến cảnh giới của chư thiên. Và cái ở đây là trong nguyên văn ấy, thì nói đến vị trưởng lão, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu thêm là không riêng gì một thầy tu, mà chúng ta là một người cư sĩ tóc tai đầy đủ ngoài đời cũng vậy. Khi mà chúng ta có chút tiếng tăm uy tín, có chút tiếng nói ở trong nhân quần xã hội, thì chúng ta cái khả năng mà gây ảnh hưởng nó lớn chừng nào, thì cái khả năng mà gọi là lão phúc và gây họa của chúng ta nó cũng lớn theo nha. Và một điều đặc biệt nữa là trước khi trở thành một cái con người mà có khả năng gây tạo tác động lên thiên hạ, thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ số không nha. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng, ai cũng bắt đầu từ số không hết. Và tùy thuộc vào cái kiểu đi đứng của mình trong cái hành trình gọi là cơ nghiệp ấy, chúng ta đi đứng kiểu nào, bằng cái tâm tư nào, bằng cái não trạng như thế nào, để rồi mai này khi mà chúng ta là ngất ngưỡng trên ngai cửu trùng á, thì lúc đó, đó là lúc mà nó xây cái con người thiệt của mình ra nha. Một cái vị tân sư mới xuất gia thì hiền lành nha, ngoan ngoãn dễ thương khiêm tốn, nhưng mà đó là trên cái hình thức, trên cái vẻ ngoài thôi, chứ còn cái thâm tâm vị đó mình không có biết. Nếu chẳng may đó là một cái vị có cái khuynh hướng tà kiến, có cái khuynh hướng cầu danh cầu lợi, có cái khuynh hướng coi nhẹ cái lợi ích chúng sinh nha, thì mai này vị ấy vẫn có thể trở thành ra là một cái vị danh sư, một vị pháp sư, một vị luận sư rất là nổi tiếng, có thể là người đứng đầu giáo hội, có thể trở thành một cái vị đại sư
có hàng nghe tử ở dưới tai. Thì tất cả bắt đầu từ số 0, và trong cái hành trình mà đi từ số 0 mà đi lên đó đó, chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì chúng ta sẽ từng ngày và từng ngày chúng ta tích tập, tích lũy, tích tập tích lũy những cái vốn liếng thiện hay là bất thiện, để có một ngày khi đủ điều kiện bắt đầu nó mới trổ ra, nó mới trổ hoa, nó mới sinh trái. Nếu may mắn là hoa thơm trái ngọt thì hay quá, lợi ích vô vàn cho chúng sinh. Nhưng nếu chẳng may đó là cái hoa khó ngửi mà lại là trái đắng, trái đắng, thì có phải là cái họa cho người khác hay không? Cho nên cái bài kinh này nên là ngài nói như vậy này. Ngài nói là một người đã xuất gia lâu ngày, có đệ tử đông, có được cúng dường nhiều, mà lại tinh thông Phật pháp, mà lại kẹt cái chỗ là bị đó có cái tà kiến, có cái tà kiến, rồi mới hướng dẫn cái đám đông đi theo cái tà kiến đó của mình. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, ở trong trường bộ kinh đó, bài Đại Bát Niết Bàn cái đoạn cuối đó, ngài có dạy như thế này: mai này khi mà ngài không còn nữa đó, nếu trong tâm chúng mà có nảy ra một cái mâu thuẫn xung đột nào đó về giáo pháp, thì tất cả lúc đó đương nhiên đâu có biết dựa vào đâu, đâu có còn ai để mà mình dựa, thì lúc đó phải dựa vào kinh điển nha. Bản thân mình đó, mình có quan điểm tri kiến như thế nào, quan điểm nhận thức về giáo lý như thế nào, đó là chuyện của mình. Nhưng mà nếu mà mình là người tu hành á, thì mình cũng phải thường xuyên kiểm soát xem cái quan điểm đó nó có đi ngược lại cái giáo pháp hay không. Đó là việc riêng tư của mình đó nha, việc riêng tư đó. Tức là mà mình cũng thỉnh thoảng mình dòm ngó là cái quan điểm nhận thức của mình. Đó là chưa kể đến chuyện khi mà mình đem ra mình dạy cho người khác, mình dạy cho người khác. Có người họ có khả năng phản biện thì em nói gì, còn có nhiều người họ sanh ra là vốn dĩ là chỉ biết là xu hướng thôi nha. Mà cái số này hình như nó hơi đông, nó đông hơn cái số có khả năng phản biện. Có người họ biết nghi ngờ rồi họ bỏ lại đó, họ không đi xa nữa, họ chỉ bỏ cuộc thôi, họ thấy ông thầy này dạy ngộ ngộ họ bỏ. Rồi có người họ nghi ngờ họ mới đi tìm hiểu, số này số rất là hiếm. Còn đa phần không biết nghi ngờ hoặc là thoáng nghi ngờ rồi tự cho rằng chắc tại mình dốt, chắc tại mình dở, chắc tại mình ngu, cho nên mình không có đủ trí tuệ để mình hiểu cái cao sâu của sư phụ nha, không hiểu được. Tôi bên Mỹ tôi có biết một cái chuyện mà nó vừa buồn cười mà nó vừa đau lòng, là có một cái cô Phật tử là đi chùa chắc cũng trên 20 năm, trên 20 năm, mà cổ khoe với tôi thế này, cổ nói sư phụ của con không biết đắc cái gì mà con tin chắc chắn là không phải người phạm, là tại vì lạ lắm, là bất cứ khi nào mà sư phụ làm lễ đó, là không bao giờ mà bị mưa hết, dầu là trong mùa mưa hoặc là trước khi mà vào chánh lễ mà trời đổ mưa tầm tã, thì khi bắt đầu vào lễ là trời phải tắt, phải ngưng mưa ngay. Cho nên con mới dựa vào mấy cái vụ mưa gió này, con tin thầy con là chắc chắn là không phải người phạm, còn đắc cái gì thì con không biết. Tôi nghe tôi hỏi ơi, tôi nói trời đất ơi, cô ơi, chỉ vì cái chuyện mưa gió mà cô thờ thầy một cách cuồng tín như vậy thì nó quá nguy. Phật pháp mà thì trùng trùng không chịu học, không biết thầy hiểu gì, đắc gì, hành gì, nghĩ gì, mà cứ giữa vậy mưa nắng nó rồi con cái là thánh thì nó kẹt quá nha, nó kẹt quá. Hoặc là tôi biết một thầy ở bên Việt Nam á, bây giờ còn sống, thầy này có cái tài mở cửa mã là xuất sắc, coi như là thầy cái chén cơm mình nói cơm trắng á, thầy nén cho chắc, thầy nén xong rồi thì mới để trước cái nấm mộ chỗ mà người ta mời trước cửa mã, thầy đọc kinh cho đã xong thầy mới, thầy có cái cây thiền trượng thì dông nó xuống một phát thì cái chén cơm nó tung lên trên, nó xoay hai vòng mà nó úp xuống là cái chén cơm vẫn ngửa lên. Mà cái chuyện này phải nói đó là chỉ có dân này siết mới làm được thôi. Mà đặc biệt là trước khi thầy làm thầy có nói, thầy nói nếu mà cái người mà đã khuất mà có về chứng á, thì chén cơm sẽ không có đổ. Mà lần nào thầy ra tay là chén cơm cũng là nằm ngửa lên làm sao đổ. Mà phải nói hôm nay tôi kể lại vì bà con nghe mà tôi còn hoang mang không biết là thầy đã luyện tới cái tập cái càng khôn đại nã mà tầng mấy mà thầy đạt tới cảnh giới, phải nói là quay nhai cảnh giới đó. Tức là biết nói bà con hiểu không, tức là cái chén cơm trắng mình nén cho chắc,
Mà nén cho chặt rồi mới để trước cái mộ, dọng cái gậy xuống một cái là cái chén cơm nó tưng lên, nó quay hai vòng nó mới rớt xuống. À mà chén cơm vẫn ngửa. Mà cái khó là khó chỗ này, cái khó chỗ là mình biết một cái luật rất là căn bản, đó là cái chén cơm nóng khi mà mình nén nó như vậy nó sẽ ra mồ hôi, mà khi nó ra mồ hôi nó sẽ trơn, cái ruột nó sẽ rất là trơn, nó dễ bị xúc ra khỏi cái lòng chén lắm. À, mà thêm nữa là thầy nén cơm vô xong rồi thầy còn quất cho ông thời nữa, là coi như cái mồ hôi ở trong cái chén cơm nó ra đầy trong đó, mà không hiểu cách nào nó mà được như vậy đó. Cho nên là bên Mỹ thì cái cô kia là cô chỉ vì cái chuyện mấy cái trận mưa đó mà cô theo thầy, còn bên Việt Nam là theo tôi biết cái vị này chắc có cả ngàn đệ tử, là chỉ vì cái khả năng mở cửa mã thôi nha. Thì tôi kể chuyện cho bà con nghe không phải là chuyện tào lao đâu, tôi muốn nói cho bà con hãy kiểm tra lại cái niềm tin của mình. Nhớ thế này, pháp sư, sư phụ, trụ trì, trưởng lão, danh tăng, hòa thượng cỡ nào thì mình cũng phải lấy Phật pháp làm gốc nha. Đức Phật ngài dạy rằng cái nguy nhất của cái niềm tin cá nhân là gì, đó là lỡ mai này sư phụ qua đời, sư phụ hoàn tục, sư phụ bị tai tiếng, sư phụ bị trục trặc giới luật là mình bỏ đạo luôn nha. Qua đời hoàn tục tai tiếng gọi là trục trặc về giới luật là coi như mình bỏ đạo, cái đó là sai. Vì sư phụ kia xưa nay chỉ là đại diện, là đại biểu cho Tam Bảo, làm cái cầu nối cho mình với Đức Phật, với giáo pháp thôi nha, chứ sư phụ không phải là toàn bộ cái cõi tâm linh của mình. Ngay cả mẹ ruột của mình, cha ruột của mình trong cái cõi tình cảm, thầy là cõi tâm linh còn cha mẹ là cõi tình cảm, thì đâu phải là vì cha mẹ là số một trong cái cõi tình cảm mà bây giờ cha mẹ nói cái gì mình cũng nghe. Người đàn bà tôi thương nhất trên đời chính là mẹ tôi, cái đó là bà con bắt buộc phải tin rồi. Tuy nhiên điều đó không hề có nghĩa là mẹ nói cái gì tôi cũng yes, cái đó chưa chắc nha. Thì dĩ nhiên mình thương mẹ, mình quý mẹ, mình lễ phép, mình thưa với mẹ, mình giải thích cho mẹ nghe, mẹ ơi hình như cái gì nó hơi có cái gì sai sai, ví dụ như vậy mình phải nói. Trong cái cõi tình thì mẹ là số 1, mà trong cái cõi tâm á, sư phụ là số 1, cứ cho như vậy đi. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng mình phải lấy pháp làm trọng nha. Bởi vì trên đời này có ba cái thái độ sống, một là lấy mình làm trọng, hai là lấy đời làm trọng, và ba là lấy pháp làm trọng. Lấy mình làm trọng có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình căn cứ vào cái thích, cái ghét, cái buồn, cái vui của mình làm chuẩn. Mình chỉ hành động theo thích, ghét, buồn, vui thôi, muốn làm, muốn thôi. Mình thích thì cái đó đúng, mà mình ghét thì cái đó nó sai. Cái đó là lấy mình làm trọng. Cái thứ hai là lấy đời làm trọng, là có những người đó là cứ lấy cái dư luận của bàn dân thiên hạ đó để mà làm cái động cơ hành động, có nghĩa là chuyện đó nó bậy cỡ nào không cần biết, mình không có muốn làm mà chính mình thấy nó là sao sao, nó hình như nó hơi bị sai đấy. À, nhưng mà dư luận thì phải làm. Thí dụ như là đốt vàng mã tới tháng 7 cúng cô hồn, mình không đốt thấy nó hay kỳ kỳ. Trong trong xóm mình ai đốt chẳng hết, nguyên cái hẻm mình là 10 nhà nó đốt hết 8 rồi, mình không đốt nó kỳ kỳ. Rồi mình thấy cúng giỗ nó làm sao, tự nhiên cái là để cái hình đó rồi chất nguyên bàn đồ ăn rồi nghiêm nhang gắm mấy cây rồi khấn tùm lum hết trơn, thì mình rõ ràng thấy đâu có ai về ăn đâu, mà năm nào cũng là mâm vậy đó. Có nhiều người thấy cái đó cũng kỳ kỳ, người không thấy kỳ tôi không nói, mà tôi đang nói những người thấy kỳ kỳ á, nhưng mà không làm này coi không có được. Rồi trong đám cưới đi đi đám hỏi phải làm sao, đi với bao nhiêu mâm quả, bên nàng trai mình chuẩn bị làm sao, bên nhà gái mình chuẩn bị làm sao, rồi đám cưới mình nên mặc quốc phục hay là Âu phục, rồi cái nghi thức mà trao nhẫn, rồi nghi phúc, có nhiều cái đám, có những cái địa phương mà vợ chồng phải gọi là vòng tay nha, để mà uống giao bôi, rồi mình thấy nó kỳ kỳ, nó quê quê nhưng mà không làm người ta nói. Rồi vô chùa đó thì phải lần chuỗi, phải đọc chú, phải nhất bộ nhất bái, để xưng tán ngũ bách hồng danh, mình thấy nó lạ lạ nhưng mà không làm cũng được. Nói chung là nguyên cái đời sống của mình, toàn cái bộ đời sống mình toàn là cứ thấy kỳ kỳ không, mà không làm thì người ta nói.
mà có rất là nhiều và nhiều chuyện trong cuộc đời này, cái gì để ý đi, nhiều lắm. Cứ cứ luôn luôn cứ nghe câu này, biết vậy mà không làm người ta nói, không làm người ta nói thiếu cũng kỳ, mà chỉ vì cái sợ người ta nói mình làm biết bao nhiêu là cái chuyện tầm bậy nha, nhiều lắm. Mà tôi nhớ tôi đã kể rồi, cái cho nên là điều tôi mới kể nữa, nhưng mà rất là nhiều chuyện mình cứ sợ dư luận á, mà đôi cái chuyện nó rõ ràng mà thấy nó kỳ kỳ nha. Rồi đó là lấy đời làm trọng. Còn cái thứ ba nó là lấy pháp làm trọng, có nghĩa là cái cảm xúc của mình nó ra sao không quan trọng, tiếng đời dư luận không quan trọng, mà cái quan trọng là mình xét về cái mặt đạo đức rốt ráo, thì nó có hại người hay không, nó có lợi ích, nó có cái ý nghĩa gì để mình đáng làm, đáng nói, đáng hành động hay không nha. Thấy nó không đáng thì thôi nha, mình xét trên cái tinh thần chánh pháp mà hành động, thì đó gọi là lễ pháp mà làm trọng. Thờ cha, thờ mẹ, thờ thầy, tôn thờ một đường lối, một quan điểm chính trị, tôn giáo, văn học, xã hội gì đi nữa, bất cứ tôn thờ người hay là vật hay là sự kiện, thì bất cứ kiểu tôn thờ nào chúng ta cũng phải dựa trên tinh thần của chánh pháp. Thì các vị hỏi tôi, tôi đâu có biết Phật pháp đâu dựa, thì thôi bây giờ mình lấy cái dốt dốt của mình dựa. Trước hết mình thấy kỳ kỳ mình đi hỏi, đó là một cách dựa. Cách thứ hai nữa đó là tối thiểu mình cũng biết cái chuyện đó nó có hại mình hại người hay không, không lấy chuyện đó mình nghĩ không ra. Trời, em lấy cái chuyện vậy mình nghĩ không ra, chuyện mình nghĩ tối thiểu là mình dựa vào cái tiêu. Trong kinh nó có hai cái tiêu chuẩn, một là mình dựa vào Phật pháp, mình dựa coi cái này nó tương ứng với, nó có tương đồng với luật hay không đó, thì mình mới hành động mới nói. Đó là cách gọi là cái điểm tựa của người trong đạo. Còn cái người ngoài đời không biết kinh, không biết luật thì mình dựa vào cái đạo đức đó, mình coi cái này nó có hại người hại mình hay không đó. Còn cái chuyện sư phụ đó, đó là sư phụ chứ không phải là sư phụ đại diện cho chánh pháp, là có nghĩa sư phụ là chánh pháp, đại diện khác, đại diện nó khác nha, mà bản thân cái được đại diện nó khác, nhớ nha. Ví dụ như một vị đại sứ là đại diện cho quốc gia ở nước ngoài, chứ đó không phải là toàn bộ đất nước và dân tộc nha. Một cái ông đại sứ mà ở nước ngoài làm chuyện tào lao thì đó là chuyện của ông đại sứ, chứ không phải là chứ không phải là toàn mình đánh giá toàn bộ đất nước và quốc gia đó là như vậy nha, nhớ cái này. Rồi có một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài họ làm chuyện xấu, làm xấu hổ, họ ăn cắp vặt, rồi họ ăn uống giành giật ở mấy nhà hàng buffet, hoặc là họ mua gian bán lận, hoặc là đi làm gái buôn ma túy, là băng đảng giang hồ ở nước ngoài đó. Họ không phải là đại diện cho người Việt Nam, cho nên dù mình có ái quốc, mình có yêu dân tộc đến mấy, mình phải luôn luôn nhớ họ là họ mà dân tộc là dân tộc nha, đất nước là đất nước. Ở đây cũng vậy, sư phụ chỉ là đại diện, là tiêu biểu cho Tam Bảo, là cái cầu nối giữa mình với Phật pháp thôi, còn sư phụ không phải là tất cả, bởi vì bản thân sư phụ còn chưa xong mà, sư phụ cũng sát phàm chứ không phải sát cô sát cậu gì đâu nha. Rồi nhớ. Mà vị tỳ kheo nào ngược lại năm cái này là cái phúc lớn cho chư thiên và nhân loại, hồi nãy tôi đã giải thích rồi, cái phúc lớn có nghĩa là có được sự lễ bái cúng dường nè, có được danh vọng nè, có được tri kiến nè, có được nhiều đệ tử nè, nhưng mà kẹt cái chỗ đó là vị đó lại mắc cái tà kiến. Nhưng mà vị này không có tà kiến, mà vị đó đã có được cái chánh kiến nha, và hướng dẫn người khác đi theo mình. Cùng nhau gọi là, trong kinh kêu là sắc găng pu rê tí, làm trai thiên giới. Cái từ này rất quan trọng, nếu mà bà con biết cái từ này nè thì bà con không có thắc mắc là đâu, mà có nhắc tới chư thiên ở đây. Nhớ nha, sắc găng pu rê tí, sắc gá là cõi trời đó, pu rê tí là làm tràn đầy. Làm tràn đầy cõi trời có nghĩa là mỗi lần mà những cái vị lãnh đạo tinh thần cho đất nước, cho một cái tôn giáo, hay là lãnh đạo dân tộc ở một đất nước, mà những vị ấy có một cái chủ trương, có một cái lập trường mà chánh pháp, thì vị ấy được xem là đang sắc găng pu rê tí, làm tràn đầy thiên giới. Còn ngược lại những vị đứng đầu đám đông mà dắt dẫn người ta đi sai đường thì gọi là ni ra dân bu ri tí, làm đầy thì làm đầy cái địa ngục, làm tăng cái dân số của địa ngục nha.
Đây là những cái điểm rất là quan trọng. Học đạo là phải nhớ cái đó, cho nên mình học kinh là mình học trên mặt giấy là học khác, nhưng mình ngồi mình nghiền ngẫm, mà nhất là có khả năng đối chiếu kinh này với kinh khác, chánh tạng với chú giải, thì tình hình nó sẽ khác, ý nghĩa kinh sẽ được hiểu sâu hơn, rộng hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là những gì mình đọc trên cái mặt giấy, những gì mình chỉ nghe bằng cái lỗ tai. Chúng ta biết rồi, cứ các vị nhớ cái này nè. Một cái bữa ăn mà được xem là hoàn hảo là sao? Ăn ngon nha, tiêu hóa dễ dàng, và sau đó là bổ dưỡng, rồi gì nữa, dễ bài tiết. Đó, đó là bữa ăn hoàn hảo nha. Tôi nhắc lại: thơm, ngó đẹp mắt, thơm ngon đẹp mắt, dễ nuốt, dễ tiêu hóa, bổ dưỡng, xong bài tiết cũng thoải mái, thì đó là tôi cho là bữa ăn hoàn hảo nha. Còn một cái bữa ăn thơm đẹp mắt ngon mà ăn vô lình bình nó không chịu tiêu, hoặc là ăn vô rồi nó đi te rẹt trên thổ dưới tả, thì bữa ăn đó không gọi là bữa ăn hoàn hảo nha. Phật pháp cũng giống như bữa ăn vậy đó, mình có nghe nhưng mà mình có tiêu hóa được hay không đó, và Phật pháp có nuôi dưỡng được gì cho mình trong cái cõi tâm linh hay không nha. Bất cứ cái gì mình nghe qua lỗ tai mình á, mình phải coi nó như một bữa ăn vậy đó. Cái này nghe thơm nè, ngon nè, đẹp mắt nè, nhưng mà mình có tiêu hóa được hay không, và sau đó mình có được an lạc, mình có bài tiết dễ dàng, mình có được nhờ vậy mà mình khỏe hơn hay không, chứ không phải chỉ nhắm mắt mà nghe giống như nhắm mắt mà ăn nha. Nhắm mắt mà ăn thì không sớm thì muộn cũng bệnh le lưỡi nha, thì đó là ăn đó. Còn những gì mình nghe bằng lỗ tai nó cũng là một cách ăn nha, nên là nghe cũng là một cách ăn, bỏ vô mồm nhai nuốt là đương nhiên là một cách ăn, thậm chí uống nước cũng là một cách ăn, uống thuốc cũng là một cách ăn, vô nước biển vô máu cũng là một cách ăn. Nói chung là miễn sao có một cái nguồn dưỡng tố từ bên ngoài đưa vào cơ thể mình bằng cách này hay cách khác thì mình gọi đó là ăn. Thì có những người mà họ nằm liệt, họ đâu có như mình, thì họ phải có cái chế độ ăn uống, thậm chí có người họ đút ống thông qua lỗ mũi dẫn xuống thực quản nữa nha, có cái chuyện đó rồi. Cho nên là ở đây là mình nhớ, đối với thầy không cuồng tín mà đối với đạo thì càng bội phần cẩn thận, đối với cái người mình thương kính phải cẩn thận, mà những gì mình nghe qua lỗ tai của mình đó, cũng phải cẩn thận. Đừng nên để mình trở thành con chuột bạch cho người khác, đừng có để cuộc đời của mình nằm trong cái sự quyết định của người khác. Mình sinh ra không có xiềng xích ở tay ở chân, tại sao lớn lên mình lại để cái đầu của mình bị xiềng xích bởi người khác, là sao? Là bởi vì mình là tù nhân tự nguyện nha, mà có ai dạy như vậy bao giờ nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng, nhớ câu này: mình sinh ra không có xiềng xích ở tay, cớ sao lớn lên lại để cái đầu của mình bị tù đầy đó. Cái đó là lớn chuyện, tự hỏi mình câu đó đi. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học cái kinh 89 nha. Kinh 89, kinh 89 Đức Phật ngày dạy. Các vị tôi biết nó có lọt không? Xem kinh Trường Bộ Đại Bát Niết Bàn thì có nói, trong đó có cái nội dung mà nói về kinh 89 này. Đức Phật ngày dạy rằng là một cái vị tỳ kheo hữu học ở đây chỉ có nghĩa là cái người còn nhiều việc phải làm để chứng thánh nha, chứ đừng hiểu hữu học là hiểu theo nghĩa kia kẹt lắm nha. Rồi hữu học mà là từ tu đồ quần đó lên thì không có kể vô đây, không có kể vô đây nha, mà đây là kể cho là phàm tăng nhé. Cái bài kinh này là kể cho phàm tăng. Có năm cái điều này khiến cho một vị phàm tăng á, dễ bị thối chuyển, có nghĩa là bị thụt lùi á. Cái trong đây dịch là
Camarame có nghĩa là camarata, tức là tham công, tiếc việc. Nhớ nha, camarama hay là camarata nó đồng nghĩa, nó có nghĩa là tham công tiếc việc. Rồi cái thứ hai không phải ưa đàm luận, mà cái thứ hai nó là phassarama. Cái số hai đó là phassarama, nó đồng nghĩa là phassarata. Phassarata có nghĩa là thích nói nhiều. Thích nói nhiều. Rồi cái số 3 đó, cái số 3 đó là Nidarama. Nidarama nó đồng nghĩa với là Nidarata. Nó có nghĩa là thích an dưỡng, ngủ nghỉ. Ăn dưỡng không bỏ dấu, có người đâu là ăn đường, thích ăn đường thì không phải, là thích an dưỡng nha. Chứ còn giống như thịt nguội mà không bỏ dấu, giống như thịt người vậy đó. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Sanghanikarama. Sanghanikarama. Nó bằng với, nó bằng cái gì ta, với sanh rata có nghĩa là thích tụ tập, thích đám đông, đàn đúm. Biết chúng ta mình biết cái chữ đàn đúm không biết? Thích tụ tập, thích đám đông, đàn đúm. Đàn đúm có nghĩa là thích, tức là sợ ở mình á, sợ ở mình á, sợ ở mình á, sợ ở mình á. Rồi cái số 5 là cái gì ta? Cái số 5 nó là không. Số 5 là không. Nhìn lại mình đã được gì trong cái đạo nghiệp. Số 5 á, trong đây là cái gì đó, như tâm đã giải thoát nha, nhưng mà ở đây mình phải hiểu vậy đó. Không nhìn lại mình đã được gì trong đạo nghiệp. Để nâng cao và bổ sung điều cần thiết. Đó, phải hiểu vậy đó. Không nhìn lại mình đã được gì trong đạo nghiệp, để nâng cao và bổ sung cái điều cần thiết. Có nghĩa là về pháp học hay là về pháp hành, tức là được ba mớ. Được ba mớ rồi chết dí trong đó, gọi là say men, chiến thắng. Rồi gì nữa? Trầm mền, kiêu mạn. Đó gọi là vậy đó. Bây giờ mình nói chuyện nhau chút xíu vụ này nha. Rồi Kamaramata có nghĩa là sao ta? Người tu á, phải tinh tấn, nhưng không nên tạo việc làm thêm ngoài cái công phu cần thiết. Biết có hiểu câu này không?
Người tu là phải tinh tấn, đúng, nhưng mà không nên tạo việc làm thêm ngoài cái công phu cần thiết. Đã nói thì coi như là đã chấp nhận đội mũ bảo hiểm để cho người ta ném đá, cái đó là bắt buộc thôi nha. Đó là cái trách nhiệm của người xuất gia, đó là học đạo và hành đạo, thứ ba là hoằng đạo nha. Trách nhiệm người xuất gia đó gồm có ba: học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Thì cái thứ ba này nó thuộc về cái dạng là optional, có nghĩa là tùy duyên, có nghĩa là có khả năng thì làm, có là thôi. Nhưng mà đó mình vẫn phải coi, vẫn phải kể, vẫn phải xem, đó là cái trách nhiệm thứ ba. Bây giờ tôi nói từng cái trước, là học đạo trong kinh là rõ: xuất gia thời tuổi trẻ 2/3 thời gian cho học, 1/3 cho hành. Xuất gia thời trung niên nửa học nửa hành. Xuất gia lúc tuổi già thì 3/1 học. Xuất gia thời cận tử thì coi như 100% là cho việc hành nha. Biết trong có hiểu không? Xuất gia thời tuổi trẻ là 3 học, 2 học và 1 hành. Trung niên là nửa này nửa kia, và xuất gia lúc tuổi già nó là 2 hành 1 học. Còn lúc cận tử đó, lúc mà mình biết không còn bao nhiêu đó, thì phải là 100% là chỉ dốc sức cho pháp hành. Như vậy mình thấy rõ ràng đó là cái thời gian mà để làm những chuyện ngoài ra là coi như không có. Ở đâu thì phải biết lo ở đó, cái điều đó là đúng. Ở chùa thì phải biết quét dọn, phải biết là giữ vệ sinh, phải biết quan tâm giúp đỡ các cái bậc tôn túc, những người lớn tuổi, những kẻ bệnh hoạn, những người họ đang cần đến sự giúp đỡ của mình. Đó là những chuyện mình nên làm, nhưng mà không nên đẻ việc. Ví dụ như cho tôi nói quịch tẹt, có rất nhiều chùa tự nhiên nó lòi ở đâu ra cái giàn lan, rồi nó ra quá nhiều cái ruộng nương rẫy bái. Có những cái thời điểm đặc biệt chùa phải làm rẫy làm ruộng để sống nó lại khác. Nhưng mà theo tôi biết có rất nhiều trường hợp chùa đẻ việc vì không sợ, vì không muốn tăng ni ăn rồi ở không. Mà tại sao sợ kỳ cục như vậy, là bởi vì mình có cái trường lớp cho tăng ni học, không có trường lớp, không có học thiền viện để cho tăng ni hành thiền, không có học viện để cho tăng ni học. Chính vì mình sợ đó, mình sợ tăng ni ăn rồi ở không. Hoặc có nhiều cái chính cái vị trụ trì, chính cái vị phương trưởng, chính cái vị thầy, vị sư phụ đó, một phần họ sợ mấy người này ở không, rồi kiểu giống như rảnh rỗi sanh không nổi. Hoặc là bản thân vị đó là đam mê lan kiển vườn tược cây cảnh, thế là xua quân là nguyên một đám đệ tử ăn rồi là cứ tràn xuống ba cái cây cảnh vườn lan, thì cái đó rất là mất thời gian nha. Cho nên trường hợp đó Đức Phật thì gọi là kammarama kammarata, có nghĩa là khi mà một cái vị tỳ kheo mà chìm sâu vào những cái công việc mà nằm ngoài cái công phu cần thiết đó, thì nó được xem là một cái mối họa, một cái mối nguy để khiến cho cái đời tu nó bị lui sụp. Nhiều người không biết vào chùa thấy tăng ni quần quật, họ hoan hỷ quá, họ nói tu là phải cực như vậy. Tôi xin thưa, cái đó là tào lao. Cực là vì đi khất thực, cực là vì học đạo mà không có dầu để thắp, không có điện để mà đốt nha. Cực là vì thiếu thốn vật chất mà vẫn tinh tấn tu hành, cái cực đó đáng quý. Chứ còn quần quật làm để biến chùa thành cơ sở thương mại thì cái đó không có đáng tội nghiệp, mà mình phải khóc thầm là đạo đang trên đà đi xuống nha. Nhớ như vậy, tức là chùa đã thành cơ sở thương mại nha, cái đó là kammarama kammarata đó. Các vị tưởng tượng nếu mà mình là cạo trọc lóc cái đầu để mà cầu giải thoát, mà mình ở một cái nơi chốn như vậy 30 năm thì đời các vị sẽ đi về đâu? Ăn rồi nó là giống như ô sin mà không lương mới ghê chứ. Ô sin mỗi tháng có lương, còn cái này không lương, mà mình chỉ được ru ngủ bằng 2 cái thời công phu, rồi sau đó làm như người đời cả lúc cả ngày ấy, là chỉ biết quần quật vùi đầu với trong công việc làm nhang làm tư, rồi là các cái mặt hàng sản phẩm công để mà bán ra kiếm tiền cho chùa. Thì tôi không biết rằng với cái tình hình này nó kéo dài thì bao giờ cái đời tu mình nó mới khá. Đấy, trường hợp là ưa nói nhiều, có nghĩa là ở không á, cái định là sợ cái miệng nó liền da. Họ sẽ rất là sợ cái miệng nó liền da, cho nên nó là nói suốt, khi mà không còn người để nói nó thì là coi như là bắt đầu gọi phone. Mà
khi nào cái đầu mình nó rỗng thì nó mới có nhu cầu bật ra lời, bật ra miệng. Chứ nếu mà trong mà nó đặc sệt, nó đặc lư, nó cứng khừ ở trong đó, nó có nội dung, nó có nội hàm thì mình không có nhu cầu để mà mở miệng đâu quý vị nha. Mà cái người mà họ sợ khép lại rồi cái hai môi nó liền da đó là cái người có vấn đề nha. Mà không phải trong đạo đâu, ngoài đời cũng vậy. Cái người mà họ thật sự họ có công ăn việc làm ổn định, họ có là chí hướng cần mẫn, họ lo làm đầu tắt mặt tối, thời gian đâu mà tám, mà thành phần tám mà gọi là buôn dưa lê là toàn là những người họ có vấn đề về gia đình, về công ăn việc làm mà mới buôn dưa lê. Chứ còn nếu mà gọi là có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, tay liền tay thì làm sao có ở không, có thời gian để mà họ nói tùm lum quý vị nha. Mấy người ở không rồi mấy người lê đôi mắt nha, trong đạo y chang như vậy. Khi nào cái đầu anh nó quẩn quá, nó quá thì anh mới là có nhu cầu gọi là phát biểu trao đổi nha. Cái trường hợp đó gọi là phát sarama phát sarata. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là an dưỡng ngủ nghỉ, tức là thích nhàn, là làm vài ba công việc gì công phu rồi quét tước sơ sơ là thèm có cái võng, thèm có cái ghế bố, thèm có cái nệm mà chỗ mát mát vậy đó, rồi miệng ngậm cái tăm, rồi mở ra radio nghe nó hát cải lương la ra ra nằm ngủ mắt lim dim vậy đó, là nghe có khách vô cái nhào ra cái bắt đầu đắp y thượng y hạ, bắt đầu chỉnh dáng, bắt đầu dắt nó đi lạy Phật rồi gõ chuông này nọ vậy đó, xong rồi người ta cúng như ba mớ, người ta nhét cái thùng phước điện mớ rồi mình người ta dúi cho cái phong bì mỏng mỏng vậy đó, rồi bắt đầu leo lên ngậm cái tâm tiếp tục leo võng neo cái bố nằm đông đưa vậy đó, rồi nằm đó mà chờ thời đó. Thì cái này được gọi là nít đa ra mà nít đa ra tà, có nghĩa là khóa nhàn á, tu kiểu là tu nhàn đó. Tu rất là tu nhàn. Mà trong khi nếu mà ở trong đây mà bà con nào mà có cái lòng hiếu học hiếu tu á, bà con thấy chúng ta không có thời gian đâu quý vị, các vị mở thử dùm tôi là cái tủ đại tạng coi nó biết bao nhiêu cái để mình học. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói tôi không biết cái mạng tôi nó có đủ dài để mà tôi dịch và tôi giảng đủ bốn cái bộ kinh nữa hay không. Đó là hai cái bộ Chu Lá và Maha Nít Đê Xá là đại và tiểu xiển minh, hai cái cuốn nữa đó là chú giải của cái bộ Quý Phăng, rồi chú giải của cái bộ Sangani của A Tỳ Đàm, tổng cộng nếu được cái bộ thứ năm đó là bộ Patthisamvida Magga, tổng cộng là năm bộ. Các vị vào trong đó mới vị mới thấy, các vị vào trong đó nếu mà mai này mà các vị đọc bản tiếng Việt, nếu mà tốt nhất là bản Pali nha, các vị đọc được cái bản đó các vị sẽ ứa nước mắt, là tại sao con đã đem đốt một quãng đời của con để mà con chạm tay vào cái bộ kinh này muộn màng đến vậy. Tôi đang nói nghĩa đen chứ tôi không nói nghĩa bóng đâu, tôi đang nói nghĩa đen là khóc thiệt á, các vị khóc thiệt, khóc mà lệ mặn đó, khóc thiệt đó. Bởi vì các vị tiếc là người bị tiếc lắm, tiếc là thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà đây là cái bộ gọi là pháp nhũ Phật thân Phật gia chi bảo, gọi là Trấn Sơn Bảo Kiếm, mà tại sao mà con lâu nay con mang tiếng là Phật tử là tăng ni mà con chớ có hề biết cái bộ này đọc như vậy nó hay như vậy, mà tới giờ này mà tuổi 40 rồi, tuổi 50 rồi, tuổi 60 rồi, tuổi 70 rồi mà con mới biết cái bộ kinh này gọi là hàm tàng toàn bộ của cái pháp thân tinh hoa giác ngộ của chư Phật ba đời mười phương nằm ở trong đó, tất thảy đường đi lối về của hiền thánh ba đời đều nằm ở trong năm cái bộ kinh đó, mà bây giờ con mới có cơ hội con sờ chạm tới. Đấy. Nếu như vậy, thấy như vậy thì các vị không có thời gian để mà đi ngủ nghỉ. Chưa kể, các vị biết tại sao người có nhiều người họ bị cái bệnh nghiện thức khuya không? Các vị nghe, thử nghe họ nói đi. Có người họ bị cái chứng mất ngủ kinh niên thì tôi không có đụng tới họ. Nhưng mà có rất nhiều người không phải họ bị mất ngủ mà bởi vì họ sợ ngủ như vậy, cuộc đời nó ngắn đi. Bây giờ thời gian ngủ nó chiếm được một phần ba cuộc đời của mình mà quý vị nha. Mình có nhiều cái để mình đọc lắm quý vị, nhiều cái để mình đọc, nhiều cái để mình học, nhiều cái để mình ghi nhớ, nhiều cái để mình thấm thía gặm nhấm và tiêu hóa nha. Chưa kể đó là những cái tào lao như là phim đại hàng, phim chưởng đó, chưa kể đó, những cái là cái đàng hoàng để mình học là mình đã không đủ cái thời gian rồi quý vị nha. Cho nên khi mà vị tỷ kheo có cái khuynh hướng ưa thích ngủ nghỉ an dưỡng là coi như đời tu dứt khoát là có cái dấu hiệu lui sụp nha. Rồi cái tiếp theo nữa là
ưa quần chúng, ưa tụ tập, có nghĩa là ngại ở một mình, cái vị biết không? Rất là nhiều vị bị cái bệnh này, ngại ở một mình. Người đời mà sợ ở mình là đã bậy rồi. Bởi vì là Đức Phật có một câu rất là hay, họ nói rằng một trong những cái dấu chỉ của con người mà hùng mạnh đó, chính là khả năng sống được một mình. Có nghĩa là anh là võng tướng, anh là nguyên soái, anh là hoàng đế, anh là võ sĩ võ sư, anh là người thành tựu cơ nghiệp gì đi nữa, nhưng mà anh không có khả năng sống một mình thì có nghĩa là anh là phải lệ thuộc người khác. Như vậy là có vấn đề. Có biết bao nhiêu cái cuộc hôn nhân mà nó như địa ngục, quý vị biết không? Mà tại sao người ta không có bỏ nhau được là bởi vì tìm ra cái người khác thì nó mệt quá, mà không biết tìm có giống không, có giống như vậy không. Người này mà nó cà chớn thì ít ra cũng có một vài cái nó quen thuộc với mình rồi, mình thích rồi, mà bây giờ buông người này ra mà tìm không giống mà tệ hơn thì khỏi nói, còn nếu mà tìm không được rồi thì sao, là mình sống một mình hay sao? Thế là chính vì cái chuyện phải sống một, sợ sống một mình, mà biết bao nhiêu người thà chấp nhận sống trong địa ngục với quỷ sứ chứ không có dám làm người sống đơn độc nha. Cái câu này phải ghi, nhiều người thà được sống trong địa ngục á, chung với quỷ sứ cũng đỡ cô đơn hơn là phải làm người sống thanh thản một mình. Đây là một cái mối gọi là quả cho nhiều người ngoài đời. Tôi phải nói rằng hôm nay trong rung này tôi nói cái này nó đụng tới rất là nhiều đấng ông chồng ở trong đây, rất nhiều bà vợ ở trong đây nha. Chờ vợ sẽ mất chồng, chồng sẽ mất vợ, cho nên họ thù tôi. Nhưng mà chỗ này tôi phải nói thiệt, chỉ tôi biết có nhiều người chỉ cần họ có cái gan mà họ sống được một mình, và nhất là họ an lạc được với một mình họ đó, thì họ đã là gọi là thành tiên ngay bây giờ. Mà chính vì họ không có khả năng đó nha, họ không có khả năng đó, họ sợ một mình lắm. Thậm chí có nhiều người, có bị biết không, già rồi mà ráng là chịu khổ cực để mà được bồng cháu, để được gọi là nghe tụi cháu nội cháu ngoại nó bi bô, mà nhà thì rần rần, đứa lớn thì mở nhạc karaoke, đứa nhỏ thì la hét khóc la cười giỡn rồi mét rồi nhõng nhẽo, ngoại ơi nội ơi bà ơi gì đó, mà thà như vậy đó, rần rần như vậy đó, chứ họ không có khả năng sống một mình. Mà trong khi đó cái kẻ nào mà yêu được cái đời sống mà độc cư, trời đất ơi, nó sướng không có tả được. Và mỗi khi mà có dịp mà phải ở trong một cái đám đông, họ coi đó là một cái thực hình, các vị biết không, họ thèm lắm, họ thèm rõ rãi, họ thèm được gọi là quay lui về với cái góc trời riêng tư của mình, dầu đó là riêng một góc trời hay là riêng một góc mùng cũng được, miễn là một cõi đi về nha. Đấy, cho nên mà một trong những cái dấu hiệu mà thụt lùi của vị tỷ kheo là gì, là sợ một mình. Và các vị làm ơn ngó kỹ lại trong lịch sử thế giới, những nhà văn, những nhà thơ, những nhà khoa học, tuyệt đại đa số công trình tác phẩm phát minh của họ thấy đều là từ cái đời sống độc cư, phần lớn nha, tôi không nói tất cả mà tôi nói phần lớn là phải đi từ cái đời sống viễn ly độc cư nha. Mặc dù cái độc cư của họ không giống độc cư của một sa môn hay của một hành giả, nhưng phải nói trong cái điều kiện vắng vẻ riêng tư đó thì chúng ta mới có thể sống hết công suất được nha. Đấy, khi mà vị tỷ kheo bắt đầu khoái đám đông là chết rồi. Rồi bởi vì chúng ta nên nhớ, chúng ta có sống giữa một rừng người thì chúng ta chỉ là một nấm mồ cô đơn giữa một nghĩa trang bạc ngàn mà thôi. Câu này lại cũng đáng để xăm lên người, tôi nhắc lại. Cho dù chúng ta có đứng, có ngồi giữa một biển người thì chúng ta trước sau cũng chỉ là một nấm mồ quạnh hiu giữa một nghĩa trang đời bạc ngàn lộng gió. Vì sao vậy? Là bởi vì không hề có chuyện tri kỷ tri âm trong đời này đâu, thưa quý vị. Quý vị tưởng lầm đó thôi, tưởng lầm thôi. Cái cặp bạn tri kỷ như Bảo Thúc Nha Quảng Trọng hay là như là vợ chồng với nhau, bạn nhậu với nhau, bạn buôn bán với nhau đi nữa, thì mình hợp nhau về một mặt nào đó. Chứ còn cái cõi riêng tư cô đơn quạnh hiu của mỗi người thì nó vẫn hun hút và thâm thẳm, quý vị à, tin tôi đi nha. Không, thứ nhất, nói cụ thể, không ai có thể chịu nỗi đau giùm ai, không ai có thể gánh nỗi buồn, nỗi khổ giùm ai được. Đó là cái nỗi cô đơn thứ nhất. Cái cô đơn thứ hai là mai này nhắm mắt xuôi tay, mỗi người đi về một phương. Chúng ta không thể cùng ai đó mà chia sẻ cái dặm đường sanh tử trước
mắt nữa là hai. Cái thứ ba, cái hành trang mà để đến với cuộc đời này đó vốn dĩ không có giống nhau. Dù đó là một cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước, thì về cái đời sống tâm sinh lý, tình cảm, trí tuệ của hai đứa này làm sao giống được nhau, thưa quý vị. Rồi kể về hôn nhân, về gia đình, về tình yêu, chúng ta có đầu ấp tay gối, có kề vai tựa má đến mức nào đi nữa, thì đêm đêm vẫn là đồng sang dĩ mộng, chẳng qua vì nói toẹt nữa ra làm sao mà sống với nhau được nữa. Thôi thì mắt nhắm mắt mở, một tay bịt một tay để hở, để mà tiếp tục sống nha. Chứ còn nếu mà biết tới nơi tới chốn thì chúng ta vốn dĩ là cô đơn. Thôi thì vốn dĩ cô đơn thì có nghĩa là sự nghiệp của mình cũng phải được phát triển từ cái nỗi niềm cô đơn hiu quạnh ấy nha. Chứ còn mà người có khuynh hướng mà đi tìm về đám đông, mà chuyện đầu tiên là người đó đã có hai cái lỗi. Lỗi một, không biết mình là ai. Thứ hai là đã lãng quên trách nhiệm đối với bản thân nha. Kẻ mê đám đông có hai lỗi lớn. Có hai cái lỗi lớn. Một đó là không chịu tìm hiểu bản thân. Số 2 đó là cái gì ta? Cái số 2 đó là thiếu cái trách nhiệm với chính mình. Thì trách nhiệm với mình đó, đó là hai cái lỗi lớn. Mà các vị tưởng tượng đi, hai cái này nghe nó rất là nhẹ nhưng mà nó là toàn bộ cuộc đời của quý vị rồi còn gì nữa. Thứ nhất là mình không chịu tìm hiểu mình cứ ăn, mình cứ lo nghĩ đến người khác không à. Cái đó không phải là vị tha mà cái đó là phóng dật nha. Rồi thứ hai đó là khi mà mình sống mình mê đám đông đó là mình đã thiếu trách nhiệm với bản thân nghĩ lắm nha, thiếu trách nhiệm với bản thân. Rồi cái số 5 là gì ta? Là không nhìn lại đạo nghiệp của mình. Đã có gì được gì để mà kịp thời nâng cấp và bổ sung những thứ cần thiết đó. Giả định như mình là một người đã có pháp học rồi, mình giỏi rồi, nhưng mà mình giỏi về A Tỳ Đàm chứ mình có giỏi tạng kinh hay không? Mình giỏi về tạng kinh mà mình có biết gì về A Tỳ Đàm hay chưa? Mình giỏi kinh về A Tỳ Đàm chứ mình có biết cái gì về luật chưa? Đó là về pháp học. Thì phải kịp thời phát hiện cái đạo nghiệp của mình nó đã có cái gì để mà mình kịp thời bổ sung và nâng cấp. Còn đối với pháp hành một trong những cái mà tôi giận nhất cái về pháp học đó, đó là thầy ơi sư ơi con muốn học cái đó quá luôn, con muốn học giáo lý nè, con muốn học Pali nè, con muốn học A Tỳ Đàm mà con không có thời gian. Mà cái miệng của họ nó leo lẻo vậy đó. Mình biết là cái thứ ba sợ là tại vì nội mà thời gian mà nó đi nó nói dốc, nó đi về nó học tới cái gì nữa kìa nha. Nhưng mà nó cứ nói đó là về pháp học. Còn về cái pháp hành là tôi ghét nhất là cái này. Chứ biết không đó, trời ơi, con hành thiền là con ngồi là 3 tiếng đó nha. Sư phụ là ngày nào nè, ngày Duy Nghiêm, ngày Hữu Tông, là ngày Hữu Giác, ngày Tịnh Sự, ngày Bú Chơn, ngày Hữu Khen ngon dữ lắm. Hồi đó là Sư Ẩn Minh, Hữu Khen ngon dữ lắm. Hồi đó trời ơi, ngày Hữu Chơn là quý con lắm. Ngày Pháp Minh là biết con mà, biết con, nó con thiền tốt lắm. Con là 2-3 tiếng rồi, cái tôi nghe thêm. Nhưng mà tôi hỏi bây giờ sao, nó dạ bây giờ gãy đầu bây giờ thì bận rộn rồi, thêm nó sẽ bị cũng hoàn cảnh mà, rồi cứ mình bỏ bê vậy đó sư. Thôi giờ chắc con coi tụi nhỏ lớn chắc con đi tu trở lại quá rồi, con thiền là coi như là con có đó, có pháp rồi đó sư, sư biết không, con có pháp. Cả thì biết cái thứ đó là cái thứ gì, cái thứ tào lao nha. Coi như là đó là đời. Còn nếu mà trong đạo không chịu nhìn lại cái đạo nghiệp của mình có gì được gì để mà kịp thời nâng cấp bổ sung, thì đó là cái dấu hiệu là sụt thụt lùi sụt của một cái người xuất gia. Và đương nhiên cũng là cả cư sĩ cũng thế nha. Có nghĩa là mình không chịu nhìn lại để bổ sung và nâng cấp, mà toàn là nhìn lại để tiếc nuối hoặc là để có tài liệu đi nổ. Những người kiếp trước là pháo đại, kiếp này các vị biết khi chưa kịp có gì để khoe là họ đã khoe âm rồi. Ai học toán thì biết âm là gì, âm là trừ, chưa có là đã mượn ở đâu đem khoe trước nha, gọi là khoe âm nha. Kiếp trước mấy người đó là pháo, các vị có tin không?
Ngày xưa tôi không tin có người kiếp trước là pháo, nhưng mà bây giờ khi tôi tiếp xúc với quần chúng, tôi tin nhiều cái lạ lắm. Tôi tin là có nhiều người kiếp trước không phải là một cái chúng sanh từ một cái thân ngũ uẩn trước sanh lại, mà họ từ một cái vật vô tri, có thể là thủy lôi, là pháo, mìn, lựu đạn, bom, cái gì đó. Bởi vì chỉ có những cái tiền kiếp như vậy, thì kiếp này cái sức nổ và cái sức công phá, cái khả năng sát thương của họ nó mới lớn đến dường ấy nha. Cho nên chúng ta phải nhớ đó là đời hay đạo, đạo nghiệp hay là cái thế nghiệp, thì cái điều quan trọng chúng ta phải biết mình có cái gì, và cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần sửa chữa, cái gì cần nâng cấp, và cái gì cần chỉnh đốn, cần xóa sổ nha, thêm bớt chỉnh đốn xóa sổ. Có được cái khả năng đó mới có thể làm người, và hơn nữa là mới có khả năng sống đạo. Còn nếu không có khả năng nhìn lại xem mình đã được gì, mình chưa được gì, không có khả năng này thì đã không có tư cách làm người, chứ đừng có nói nó là tư cách là làm đệ tử Phật nha. Nói nó nặng mà đó là sự thật. Không có khả năng nhìn lại xem mình đã được gì, thiếu gì đó, thiếu gì và đủ gì, dư gì, thì có nghĩa là mà cái thân người của mình nó chỉ là một mình là với một động vật hai chân và có cái cột sống này là thẳng thôi nha. Còn mà, là thật ra thì chúng ta chưa 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 phải là người trọn vẹn, bởi vì cái con người trọn vẹn là con người có khả năng nhìn lại mình xem cái mình có cái gì cần thêm, cần bớt, cần chỉnh sửa nha. Nó nặng như vậy, nói thì nó nặng lắm. Thì khi nào mà mình có được năm cái ngược lại, một là không có thích là đẻ việc để làm ngoài ra công phu cần thiết. Hai, kiệm lời ít nói để dành thời giờ sống ngược về trong. Thứ ba là không thích an dưỡng ngủ nghỉ mà luôn luôn năng động và tỉnh thức. Cái thứ tư là không thích quần chúng mà lại thích độc cư viễn ly. Và nhớ cái độc cư viễn ly đó, trong kinh ghi rất rõ có bốn trường hợp. Mình rời đám đông nhưng mà nó có bốn trường hợp. Xa đám đông nó gọi là viễn ly, nhưng mà có trường hợp thân viễn ly mà tâm không viễn ly nha. Đó. Có nghĩa là sống một mình nhưng mà cái tâm thì lúc nào cũng hướng về đám đông hết trơn á, đông tâm lúc nào cũng nghĩ về cái chuyện đời tục sự hết đấy, để đó gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Còn ngược lại là thân không viễn ly mà tâm viễn ly, có nghĩa là gì? Nhiều khi vì hoàn cảnh mình phải sống giữa một cái biển người rần rần, nhưng mà cái lòng mình đó, lúc nào cũng có một cái cõi riêng này, rồi cõi riêng thiện pháp chứ không phải cõi riêng tào lao. Rồi rồi cái số 3 là thân tâm đều không viễn ly, khỏi nói rồi, có nghĩa là sống ở thích đám đông và cái đầu óc cũng thuộc về đám đông. Còn riêng hạng thứ tư á, là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là ở chỗ xa vắng quạnh hiu, mà nội tâm cũng là thanh tịnh, vắng lặng nha. Rồi thì đây là chính là hãy có được năm cái này đó, thì chính là cái dấu hiệu cho thấy đó là vị tỳ kheo đang còn cái hứa hẹn là tiến bộ, còn không đó là những cái dấu chỉ cho biết mình đang thụt lùi trong cái đường tu, trong cái đạo nghiệp nha. Rồi. Tiếp theo đó là bài kinh tiếp theo y chang như vậy. Bài kinh tiếp theo cũng y chang như vậy. Con bài kinh 90 đó, vị tỳ kheo có nhiều công việc phải làm. Cái vị chờ tôi chút để tôi lấy cái ba ly chứ không thôi rồi con cãi tùm lum nó khổ lắm. Có nhiều công việc phải làm. Tại bữa nay để coi, bữa nay không có thì giờ mới ghê chứ, lúc giờ cuối trong ngày mình vô liếc mắt một cái để giảng, chứ còn lúc ra thì để coi chỗ nào ta thế đấy. Cái cô này hay, của cái Bali này hay à ta, có cái Bali này. Cái giọt mưa hả ta? Ô cái chô hồ tí bahu karaniyo viyato kinh karaniyesu rinh yate patisala nang na no yun yati achatang chê tô samatang. Rồi, cảm ơn. Bà con mà bớt chat một tí nữa thì nó phải chạy nha. Rồi.
Cái chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo có nhiều chuyện phải làm. Vị tỳ kheo có nhiều chuyện phải làm. Cũng nó y như trên thì nó số 1. Đa sự nên không còn thời gian nội tỉnh, chỉ vậy thôi. Nội tỉnh nha. Số 2. Quan hệ mật thiết với cái gì ta? Số 2. Phàn 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 phàn, cái đó là số 3, cái đó là số 3. Số 3 là quan hệ mật thiết với cư sĩ. Còn cái số 2 nữa là quan tâm nhiều cho những tiểu tiết. Điều 1 á là nhiều trách nhiệm nha. Còn cái điều 2 đó là thích công việc lặt vặt. Hai cái này nó khác nhau, đi trong rừng có thấy không ta? Hai cái này phân biệt nha. Điều 1 là quá nhiều cái trách nhiệm. Cái số 1 á dịch rất là gọn và rất là chính xác, cái chữ viato ở đây, karaniye viato, nghĩa là trách nhiệm nha. Một là mình có quá nhiều trách nhiệm, cái viato đây nghĩa là thông thạo đó, có nghĩa là cái việc đó mình không làm thì ai làm? Chính vì cái chỗ này á, cho nên chỗ này tôi mới dịch đó là trách nhiệm á. Tức là giàu, nói theo tinh thần tu học, giỏi bằng trời nhưng mà cũng phải biết rút lui nha, phải biết rút lui vừa phải thôi. Chứ còn mình nói là cái đó tôi không làm thì ai làm, thế là mình đưa cái vai ra mình gánh, mà cứ gánh gánh một việc là mất một mớ thời gian, mà gánh nhiều việc là mất một đống thời gian. Như vậy thì còn cái gì mà cho đạo nghiệp? Mà cái bậy bạ nhất là mình hay đem cái chữ Phật sự, mình hay đem cái chữ Phật sự ra mình nói là mình vì việc giáo hội, vì việc chùa chiền, vì cái việc xã hội thì tôi phải gánh, chứ tôi không gánh thì ai gánh? Nghe nó rất là hay mà nhiều người Phật tử họ thoát xa. Tội nghiệp ngài quá, tội nghiệp ngài quá, tội nghiệp sư phụ quá, tội nghiệp sư quá. Nhưng mà nếu mà người biết chuyện đó thì họ không có xích xoa, mà họ chỉ trè môi thôi. Là bởi vì á, là dù không biết dù sống được bao lâu, mang được thân người, được xuất gia, được có một cái vị trí chiếu trên ở trong đạo, rồi được học chánh pháp, mà đằng này á, là anh bỏ hết tất thể những cơ hội bằng vàng ấy để rồi anh đi làm một cái việc mà anh gọi là trách nhiệm, là bổn phận. Nếu mà anh không làm thì sẽ không có người khác làm đó. Thì cái này là một số người nhẹ dạ cả tin, họ nghe họ họ phục lắm, họ quý, họ xót xa lắm, nhưng mà cái đó là cái đáng trách, cái đó là cái đáng trách lắm nha. Bởi vì nếu 2.500 năm lịch sử Phật giáo mà toàn là những vị kiểu như vậy thì hôm nay cái đạo mình nó là nó có còn hay không? Mất lâu rồi nha, mất lâu rồi. Nó phải có đủ thành phần, nó có những vị là thiền sư, luật sư, luận sư, nhưng mà quan trọng nhất là sư nào đi nữa cũng phải chuyên tâm cho đạo thì đạo mới còn nha nhé. Cho nên cái chuyện đầu tiên là có quá nhiều cái nhiệm vụ, có quá nhiều cái trách nhiệm là xong. Thứ hai là đam mê những việc lắt nhắt, thích kèm, thích búa, rồi thích chỉnh sửa sơn phết. Mình thấy cái đó nó hay thì cái, nhưng mà người không biết đạo thì họ nói trộn tội nghiệp lắm. Lần nào vô chùa cũng gặp thầy mình mấy, ta nói dầu nhớt sơn rồi màu này màu kia tội nghiệp lắm, mình mấy cái nó dơ vậy đó. Thầy lú bố hòa cứ hồi leo nóc rồi xuống bếp rồi vô trong nhà kho lục lạo rồi ra giường đào ống nước rồi cột dây điện, tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm. Nhưng mà thật ra cái đó gọi là
là đam mê những công việc lặt vặt. Cái người có trách nhiệm nhiều nhiều phận sự là đã đáng trách rồi, không biết từ chối bớt là đã đáng trách. Còn đây này, chính mình đi kiếm cái lắt nhắt để mình làm. Và cái số 3 là gì ta? Cái số 3 là quan hệ quá mật thiết với hàng cư sĩ nha. Cư sĩ là nước, tăng sĩ là thuyền. Nhưng hai bên phải độc lập thì thuyền mới đi, không thì thuyền mới ok. Cư sĩ là nước mà tăng sĩ là thuyền, nhưng mà phải đọc có nghĩa là thuyền phải khô ráo nha, thuyền phải khô ráo. Cái sự hỗ trợ của nước dành cho thuyền nó phải ở cái chừng mực nào đó, chứ còn nước mà nó mấp mé lên 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 cái mạn thuyền là chết cha rồi. Để chúng chúng có hiểu này không? Nước mà nó mấp mé là mạn thuyền là quá nguy hiểm nha. Cho nên nó là cái khoảng cách giữa nước và cái mạn thuyền nó phải được gọi là xác định rõ ràng nha. Chứ còn nếu mà nước mà nó biết nói, nó nói với thuyền thế này: tôi nâng anh, tôi đưa anh đi, anh đang ở trên mình của tôi, như vậy thì hai đứa mình là một, như vậy thì thuyền với nước có gì đâu mà phải kiêng nhau, anh cứ để cho tôi gọi là muốn tràn vô đâu tôi tràn thì không có được nha. Nước và thuyền đúng là một cái mối tương quan rất là mật thiết. Thuyền được tạo ra trên đời là bởi vì có nước nha, thuyền không thể nào xa nước được đâu. Tuy nhiên cái mạn thuyền nó phải cách cái mặt nước là bao nhiêu, và cái sàn thuyền nó phải luôn luôn khô ráo nha. Thì dĩ nhiên nó có ước cũng không ai làm gì mình đâu, nhưng mà trong nguyên tắc là phải như vậy nha, nó phải có một khoảng cách nhất định. Ở đây cũng vậy, cư sĩ là hộ pháp, nhưng mà cái khoảng cách, cái cự ly cần thiết giữa đôi bên tăng và tục dứt khoát là phải được xác định. Bởi vì nếu không đó thì sẽ có một ngày nó ra đại loạn. Riêng tăng ni mà với cư sĩ nói chung thì là nó rắc rối khác, mà tăng mà với nữ là nó rắc rối khác, nó rắc rối nữa nha. Cho nên nó mà chưa kể là cái chuyện buồn vui của cư sĩ nó ít nhiều nó ảnh hưởng, nó tác động đến tâm tư của người xuất gia thì càng bội phần không nên nha. Rồi cái số 4 là cái gì ta? Cái số 4 là đi đứng phi thời. Số 4 là đi đứng phi thời, có nghĩa là sao ta? Đi đứng phi thời có nghĩa là theo luật á, là vị tỷ kheo á, là phải lấy cái ánh nắng mặt trời đó làm chuẩn. Muốn ăn cái bữa ăn đầu tiên của ngày mới á, là cũng phải lấy ánh nắng mặt trời. Mà cái chuyện đi đứng của tỳ kheo á, cũng phải đợi nắng, có nắng rồi mới đi cho nó minh bạch. Rồi ăn trưa là cũng cũng căn cứ vào cái giờ đứng ngọ, có nghĩa là phải ăn trước cái giờ đứng ngọ nha. Rồi buổi chiều khi mà nắng tắt là dứt khoát vị tỳ kheo không có rời khỏi cái trú xứ, đặc biệt là để đi vào cái khu dân cư. Bởi vì khi mà nắng tắt có nghĩa là trời nó sắp tối, thì tất thảy mọi sinh hoạt của vị tỳ kheo mà ngoài cái trụ xứ, ngoài cái tầm nhìn, ngoài cái vòng kiểm soát của thầy bạn, thì nó đã trở nên thiếu minh bạch. Như vậy là nó là cái nó trở thành ra là cái chuyện đàm tiếu thị phi, tai tiếng không có nên, mà nó còn khi nó còn là cả một cái mối đe dọa cho cái đời sống phạm hạnh của vị tỳ kheo nha. Cho nên nên là theo trong tinh thần trong kinh ngày xưa là xưa không có đồng hồ, nhưng mà rất là khoa học ở chỗ là đời sống của vị tỳ kheo á, lấy cái ánh nắng mặt trời làm gốc để mà sinh hoạt. Trời chưa có sáng để thấy được cái chỉ tay, chưa đủ sáng để phân biệt được lá vàng lá xanh thì không ăn nha. Thứ hai là đi đứng cũng phải đợi rõ ràng, ăn được thì mới đi được. Buổi trưa cũng căn cứ vào cái giờ giờ đứng ngọ đó nha. Hồi xưa thì mình không có sẵn cái xài đồng hồ. Rồi buổi chiều nắng tắt là không có đi đứng rời khỏi cái trụ xứ. Cho nên đi đứng đúng thời là như vậy nha. Cho nên là đi đứng mà phi thời thì coi như là dứt khoát là đó là cái dấu hiệu là vị đó đang bị tụt lùi. Rồi cuối cùng nữa đó là cái số 5 ha ta, cái số 5.
tức là cái đề tài trao đổi không có thuộc giáo pháp, không thuộc giáo pháp. Thích nói chuyện ở ngoài lề. Cái này rất là quan trọng, các vị biết không? Rất là quan trọng. Mình cứ thấy bốn cái trên là nó đã quá ghê gớm, nhưng mà mình thấy cái thứ năm này nên mình, nếu mình chỉ liếc qua mình nói, ủa, nói chuyện chơi có gì đâu, không có phải. Trong đầu anh có cái gì thì cái miệng anh nó mới bật ra cái đó nha. Trong đầu anh có cái gì thì cái miệng anh nó mới bật ra cái đó. Tôi xin đoan chắc với bà con 1000% là một hành giả thứ thiệt. Tôi không có nói tới thiền sư, tôi nói hành giả đó, hành giả thứ thiệt ấy. Mình có cạy miệng họ, họ cũng không có nói chuyện tào lao nữa. Thí dụ nhiều lắm, mình nói bữa nay trời lạnh quá, họ nói dạ lạnh quá, sao mà anh chị mặc áo ít quá vậy, rồi họ chỉ nói một câu, mà họ cái câu đó họ cũng nói với việc là đi nào, bữa nay lạnh mà sao ông hoặc là bà ăn mặc sao mà đủ ấm hay không, rồi xong. Đó là maximum mình. Còn trường hợp như mình thấy như ngài Pa Ao hoặc là các vị thiền sư đó nha, là các vị đó không có nói cái gì mà nói dư hết. Đây là lý do vì sao mà mình thấy trong kinh có quá nhiều bài kinh trùng nha. Đây là lý do Tam Tạng có nhiều kinh trùng, kinh nó bài kinh trùng nhau đó. Vì bất cứ lời nào của Phật nói ra đều được gọi là ngài A Nan á trùng thuật đầy đủ. Wow, cái này là một lý do rất là độc đáo. Đây là lý do vì sao mà tâm trạng có quá nhiều kinh trùng, là bởi vì bất cứ cái lời nào của Phật nói ra đều được ngã nan ngài kể lại hết. Vì sao? Vì Phật không có nói chuyện như cái kiểu như mình. Khi mà Thế Tôn là nói cái gì đó là dứt khoát, là phải là có duyên sự và phải có nội dung nha. Đặc biệt nha, lời Phật luôn có gọi là duyên sự. Duyên sự là gì ta? Và nội dung. Và nội dung. Chứ duyên sự có nghĩa là phải có lý do ngài mới nói, chứ không phải là ngài thích thì ngài nói. Và có nội dung ở đây có nghĩa là cái gì mà ngài nói ra là đều là một pháp thoại hết. Đều pháp thoại hết. Lời Phật nói ra luôn có duyên sự và nội dung. Còn mình thì sao? Mình không cần duyên sự và cũng chẳng cần nội dung, nói tào lao, nói tầm bậy tầm bạ, nói tràn bờ, nói lan man, nói không mục đích, không lý tưởng, không nội dung gì hết. Đấy, nhớ nha. Cho nên đó là một cái người giàu là xuất gia hay là cư sĩ, mà cái đề tài nói chuyện đó, nó là một cái dấu chỉ cho biết cái đời sống nội tâm của vị này nó đang ra sao. Các vị cho tôi xin 1 phút thôi, tôi ra tôi tắt cái lọ. Xin lỗi bà con. Rồi. Cho nên là tôi nhắc lại cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ của một người đó thì ít nhiều đó là cái dấu chỉ cho biết cái nội dung tâm tư của người đó. Và muốn có một cái ngôn ngữ thuộc về giáo pháp thì bắt buộc anh phải có một cái não trạng thuộc về giáo pháp nha. Đây là lý do vì đâu mà mình thấy trong kinh có rất là nhiều kinh trùng, ngài sẽ lại phát có nhiều cái pháp thoại mà ngài nói tới nói lui, nói tới nói lui y chang như vậy đó. Rồi ngài A Nan, ngài Ca Diếp, rồi đức đức Thế Tôn, chính đức Thế Tôn cũng vậy, ngài có nhiều cái pháp thoại mà ngài nói, nhưng mà nó ổ số kỳ ta. Nhưng mà lý do đơn giản thôi, ngài thấy ai hợp với cái bài thuốc đó thì ngài lấy cái bài thuốc đó ngài đưa.
À, rồi ngày sau đó cũng vậy, ngày thấy ai hợp với cái bài đó thì lấy cái bài đó ngày đưa. Mà dĩ nhiên còn có vô vàn cái bài khác, chứ không phải chỉ có một cái bài thuốc, chỉ có một cái thang thuốc đó thôi. Nhưng mà mình thấy có rất là nhiều nhiều lần là ngày đưa người ta coi như là bán chỉ liên bạch hoa xà gì đó, mà mình thấy xong mà cũng có cái bài đó ngày đưa hoài người ta, nhưng mà không phải đưa hoài đâu, mà tại vì mấy người họ đang có vấn đề giống nhau thì ngày mới bèn đưa cái bài bán chỉ liên bạch hoa xà. Mà nói vậy thôi chứ tôi cũng khuyên bà con chứ nhớ cẩn thận. Và cái thuốc nam mà cái đó ghê lắm, bởi vì sao, là bởi vì bên Âu Mỹ đó, người ta extract, người ta chiết xuất những cái thành phần hóa chất nào cần thiết từ cây cỏ thảo mộc đó. Cần cái gì ta lấy cái đó ra một cách cẩn thận, mà trước đó hết là người ta phải trải qua bao nhiêu năm tháng ở trong phòng lab rồi người ta mới nghiên cứu, người coi 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 nó uống vô nó sẽ tạo ra cái phản ứng phụ, cái side effect như thế nào, lặp 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 la, cái loại người nào, cái kiểu người nào, cái tình trạng sức khỏe như thế nào thì mới uống được cái đó. Còn cái thuốc nam nó kẹt như thế này, thí dụ như về cái mồng tơi mình ăn vô nó những trường thiệt, nhưng mà bên cạnh cái những trường nó có thể nó, thí dụ tôi ví dụ nha, nó rất là hại cho người tiểu đường, nó hại cho người cao máu, nó hại cho người tim mạch, nó hại cho người mất ngủ, thí dụ như vậy. Cái phần đó mình không quan trọng, mà mình chỉ biết có mình chỉ vì mục đích nhuận trường trị táo bón, bèn cắm đầu mà ăn nguyên một cái rổ mồng tơi, hết rổ này qua rổ khác nha. Cuối cùng thì sao, cuối cùng thì là coi như là đi cầu thì ngon rồi đó, nhưng mà mấy cái vụ khác là coi như nó tựa lưa hết, các vị nghĩ rồi. Bà cái thuốc tao, nhưng mà tôi vì cái lòng từ mà tôi nhắc bà con mình nhớ cẩn thận với cái thuốc nam đó. Có nghĩa là nó, mình giả định như cái loại cây đó nó có dược tính, nó thích hợp cho một cái chứng bệnh nào đó, cái đó tôi không dám phủ nhận kinh nghiệm của ông bà. Mà nhưng mà mình quên một chuyện là bên cạnh cái dược tính mà cần thiết nó còn chở theo đó bao nhiêu độc tố khác mình không có nghiên cứu. Mình cứ là cứ bán chỉ liên bạch hoa xà mình làm tới, mình cứ mồng tơi là mình cứ làm tới, mình cứ khổ qua rồi. Mà vì buồn ngót cái ai bài cái bài nào lạ lạ là cứ đè ra mà uống, nhưng mà rất là ẩu nha. Rồi xong cái này nó ngoài lệ, nhưng mà tôi nghĩ nó biết là nó cứu mạng được số người trong đây, là làm ơn về bớt bớt cái vụ mà uống thuốc nam, ba cái kinh nghiệm nó ghê lắm nha. Rồi để ta giữ cái mạng học đạo chứ. Rồi rồi tiếp theo là kinh 91, mình học kinh 91 cho nó sang, cái kinh ghi giống nhau trang 91. Kinh 91 thì các vị cho một miếng Pali cho nó sang, cái cô giọt mưa, cô Quan Hỷ, cô cho xin một miếng, cô cho xin một miếng Pali nè. Cái nãy giờ mở nó không chịu ra mới ghê chứ, mở nó không chịu ra. À, chữ Sampada. Tại tại sao tôi phải nhờ, tại vì cái chữ đầy đủ trong Pali nó nhiều vô kể, cái từ đồng nghĩa đó nó nhiều dữ lắm, như là Sampada rồi Upasampada rồi nó nhiều lắm, rồi chữ Punna rồi chữ Purana nhiều lắm quý vị nha. Rồi cái chữ này nó có nhiều nghĩa, cái chữ Sampada này nó có nghĩa là đầy đủ, mà nó cũng có nghĩa là cái sự thành tựu, cái sự thành công, cái sự viên mãn. Cái chữ Sampada này nè, thành tựu đầy đủ rồi cái sự viên mãn nha. Rồi thì nhiều lần và rất nhiều lần trong thời gian cách đây không quá lâu, tôi nhớ tôi có giảng qua cái nội dung của cái chữ này. Tôi nói trên đời này nó có nhiều kiểu đầy đủ lắm, đủ ăn đủ mặc nha, rồi có đủ tiền để xài, rồi đủ sống, đủ tiền, đủ ăn đủ mặc, có nhiều cái đủ. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng cái đủ vật chất nó chỉ là cái đủ trong một đời này thôi, mà cái đủ mà nó thuộc về tinh thần á thì mình xài mới lâu nha. Đây là lý do vì sao mà tất thảy tài sản trong cái thế gian này gồm là quý kim bảo thạch, không được Thế Tôn gọi là thánh sản, mà ngài lại đem bảy cái thiện pháp, tính thí giới văn tàm quý trí ra, mà ngài nói đó là tài sản. Là vì sao? Là vì ít nhất là hai lý do. Thứ nhất,
À, vì sao? Vì sao Phật chỉ gọi tháp là tài sản? Bà con ghi giùm, tôi ghi tôi mệt quá rồi. Là vì lý hai đó, một đó là ấy thì cũng như nghèo. Rồi sao nữa? Người có thiện pháp thì luôn vui, nên được kể là giàu có. Biết hiểu không ta? Bởi vì mình giàu mà không vui giống như ăn mày vậy đó nha. Giàu đến mấy mà lòng không vui thì cũng như nghèo, mà người có thiện pháp thì luôn vui, nên được kể là giàu. Bởi vì các vị nhớ kỹ giùm tôi cái này, tại sao mà các vị phải đi học mấy năm đại học để có cái bằng chi vậy ta? Tiền đúng không? Mà tại sao các vị cần tiền? Là tại vì các vị muốn có một đời sống hạnh phúc đúng không? Rồi tới lúc có tiền mà các vị vì một lý do nào đó các vị không có vui, thì coi như cái lý tưởng mà gọi là tầm cầu hạnh phúc của quý vị nó bị hỏng rồi nha. Trong khi đó cái giá trị thật sự của đời sống này là sống vui. Cái ý nghĩa đời sống này đó là vui mình, vui người, vui đời thì mới gọi là ý nghĩa đời sống. Chứ còn nếu mình nói ý nghĩa đời sống này là giàu có thì tôi cho là không có đủ. Mặc dù không có tiền thì khó mà làm được chuyện gì lắm nha. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà bảo rằng tiền là tất cả nha. Cho nên đó là anh có tiền mà anh có vui hay không, cái đó tôi không chắc. Nhưng mà nếu mà anh có thiện pháp á, anh có các cái hạnh lành á, anh vui được, tôi tin chắc luôn, tôi tin chắc luôn. Người có cái pháp lành là gì? Có chánh tín nè, có chánh niệm nè, này có trí tuệ nè, có khả năng kham nhẫn nè, có khả năng tu tập thiền định nè, có khả năng từ bi bi mẫn yêu thương người khác nè. Tôi tin chắc cái kẻ này đương nhiên dứt khoát phải là an lạc. Phải làm là tôi không cần nhìn mặt người đó, tôi không cần tìm hiểu đời tư đời tạm gì của người đó hết. Tôi chỉ biết một chuyện, ai mà có được chánh niệm trí tuệ từ bi nha, kham nhẫn, chỉ tôi lấy bốn cái này thôi, chánh niệm trí tuệ từ bi kham nhẫn, tôi chỉ lấy bốn cái này trong vô vàn cái pháp lành đó, tôi lấy bốn cái này thì cái kẻ nào mà có được bốn cái này thì tôi bảo đảm 1000% là cái tay đó dứt khoát là an lạc. Giàu nghèo đẹp xấu già trẻ khỏe bệnh tôi chẳng màng, tôi chỉ biết cái kẻ nào có đủ bốn cái này là dứt khoát lạc lạc đấy. Cho nên đây là lý do thứ nhất. Cho nên cái hạnh phúc của con người là giữa tâm linh. Mà trong khi cái anh mà có thiện pháp thì mình tin là anh làm hạnh phúc, còn cái anh mà anh có tiền thì mình không tin lắm nha, mình không có tin là anh hạnh phúc rồi. Cho nên lý do thứ nhất đó là cái giá trị của thiện pháp dứt khoát là làm cho anh vui, trong khi cái đồng tiền thì tôi không chắc. Thứ hai, chính thiện pháp quá khứ mới tạo ra cái tài sản vật chất hiện tại. Nhớ nha. Cho nên là mình cứ tưởng giàu là vô địch, nhưng mà mình quên một chuyện là ở đâu mình giàu vậy ta? Xin lỗi chứ, hai thằng nó đi cắm câu hết, hai thằng nó đi săn bắn hết, nhưng mà có thằng khá thằng khác đó, hai tên đi ăn cướp nhà băng hết, hai tên đi đứng đường cướp cạn hết, nhưng mà dứt khoát cũng có thằng khá thằng khác đó. Rồi hai người đứng ra buôn bán nhà đất bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn khu nghỉ dưỡng, spa resort, nhưng mà nó có giàu bằng nhau hay không? Chưa chắc. Đấy, điều đó cho thấy rằng cái phước quá khứ đó, là nó phải hỗ trợ cho cái kiếp này nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là tại sao mà Phật nói đời sống tâm linh là tài sản, là bởi vì con có cái đó là dứt khoát con an lạc. Còn cái tên mà nó có tiền mà nó nghèo tâm linh thì dứt khoát nó không an lạc. Cho nên mình thấy cái giá trị tâm linh nó quan trọng. Thứ hai, tất cả những tài sản vật chất
đại phú do thiên mà tiểu phú do cần là đài nơi đời nói, còn đạo mình là đại phú thì do phước và tiểu phú thì do cần, có nghĩa là phước giàu mà giàu nứt tường đổ vách á thì là do phước xưa, còn cái mà đủ ăn đủ mặc kiếp này là minimum tối thiểu là cũng phải do anh siêng, nhưng mà nói siêng vậy thôi chứ có nhiều người như tình như là cái ông già mà bán nồi ở trong chuyện Trịnh Dũng Kim á, ông giúp 7 lần, ông đi đánh giặc về là ông thấy thằng cha này ăn mày ông cho tiền để mà làm vốn buôn bán mà coi như 7 lần như vậy, các vị biết không, cứ là cha lấy tiền cha mua nồi nồi đất cái gì cho bán rồi cũng bị người ta chạy ngựa ngang nó dẫm nát cái chỗ mà ông bày mấy cái nồi đó, tức là coi như nó là đụng đâu nghèo đó, cây khô tưới nước cũng khô mà người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo nha. Đấy, cho nên ở đây ấy, cho nên ở đây Đức Phật ngày gọi cái sự đầy đủ cái sự viên mãn của một con người không phải nằm ở tài sản vật chất, là vì sao, vì vật chất nó chỉ có giá trị trong một đời này thôi, nhưng mà nếu mà cái đời sống tâm linh của mình ngon lành ok thì ngay hiện tại mình được an lạc hiện tiền, mà sau này đó, đời sau kiếp khác, nay vui đời sau vui, làm thiện 2 lần vui, vui vì mình làm thiện mà sanh cõi lành vui hơn. Nó nè, nó là vấn đề nó nằm ở chỗ đó nha. Cho nên ở đây ngài mới dạy rằng cái thứ nhất chánh tín là một cái kiểu viên mãn, kiểu sung túc, samadha là sung túc, giới là một thứ sung túc, kiến thức giáo pháp là một thứ sung túc, bố thí là một thứ sung túc và trí tuệ là một thứ sung túc. Mấy cái này tôi giảng cũng banh chành này không giảng nữa, đức tin chánh tín nói rồi, giới cũng giảng rồi, rồi đa văn giảng rồi, thôi bây giờ cười cũng nói sơn cái cho bà con nhớ thôi, và đặc biệt là những người lần đầu nghe đây thì cũng phải giảng cho họ nghe nha. Thứ nhất là cái chánh tín ở đây nó khác ở ngoài đời, nó kêu là tín ngưỡng hay là cái niềm tin suông, nó khác ở ngoài đời nó nói là tôi cũng tin Phật, tôi cũng tin trời, thì cái tin nó không có xài ở trong đạo mình. Trong đạo mình nói cái chữ satha đó, mình phải hiểu đó là chánh tín, tức là cái niềm tin mình đi với trí tuệ, mình tin cái gì, mình tin 3 điều. Một, mình tin lý nhân quả, trên đời cái gì cũng có điều kiện nó mới có mặt chứ không phải khơi khơi mà nó có mặt, mọi thứ ở đời nó là kết quả của một cái điều kiện nào đó và bản thân nó lại là điều kiện cho những cái khác. Tại sao mình phải biết cái này, tại vì khi mà mình biết được cái luật mà mọi thứ đều do duyên mà có đó, thì nhờ vậy mình là thứ nhất mình sẽ sống có trách nhiệm hơn, nói năng hành động xả rác tất cả đều nằm ở trong cái sự tính toán hết, mình không có bừa bãi, mọi thứ nó là do vô vàn điều kiện tạo nên và bản thân nó lại là điều kiện cho vô vàn những cái chuyện cái nhân quả. Thứ hai nó tam tướng, mọi thứ ở đời đã có rồi bị mất, để lấy cái trước nhường chỗ. Cái trước cứ phải mất đi mới có chỗ nó chen vô nha. Mà một đứa bé nằm ngửa đỏ hỏn bú bình, nó phải trưởng thành da dẻ mặn mòi tóc tai nhiều hơn để làm chi, để nó không còn nằm ngửa khóc ngoan ngoa nữa, nó phải giả từ cái hình hài của một đứa bé nằm ngửa bú bình để nó trở thành ra đứa bé biết đi biết chạy, và đứa bé biết đi biết chạy đấy phải bị thay đổi, phải biến mất, phải bị xóa sổ để nó nhường chỗ cho một cô cậu dậy thì, một cô cậu dậy thì phải bị xóa sổ để nhường chỗ cho một cô cậu trưởng thành, một cô cậu trưởng thành phải bị xóa sổ để nhường chỗ cho một cô một bác trung niên, mà một người trung niên phải bị xóa sổ để có một ông cụ bà lão có mặt ở đây. Như vậy thế giới này nó là một cái kịch trường, nó là một cái hí viện đấy cho những cái giai tu mà coi như là mọi thứ nó chỉ có mặt trong một thời điểm thích hợp nào đó rồi thì phải ra đi, không để lại dấu vết nha. Thì cái chánh tín là cái thứ hai, đó là mình tin là mọi thứ có rồi phải mất thôi, do duyên mà có rồi mất. Và cái thứ ba mình phải tin rằng là đời sống tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát,
Là vì khi một đời sống không có niệm và tuệ đó thì anh không có thấy được hai điều trước một cách rốt ráo nha. Nhớ cái này, khi anh không sống theo cái tinh thần tứ niệm xứ thì anh không có được hai cái chánh tính trước một cách rốt ráo được nha. Cho nên chánh tính là phải có đủ ba cái này à. Tôi nói vắn tắt, còn cái giới là gì ta? Cái giới ở đây nó có nghĩa là cái đầu tiên đó là si la samada hả, đâu rồi bạn, đi hơi xa, đi hơi xa, đi hơi xa, đi hơi xa, mình đọc kinh 90 91. Tính đầy đủ rồi, cái giới đầy đủ, giới có nghĩa là cái đời sống đạo đức về thân về khẩu. Còn ở một cấp độ cao hơn là nó gồm cả cái ý nữa, ý thức nha. Nhưng mà bây giờ mình nói ở cái cấp độ bình dân nôm na đại chúng thì giới ở đây có nghĩa là cái đời sống thân và khẩu của mình có kiểm soát, mình không làm không nói bất cứ điều gì khi mà mình không có khả năng kiểm soát được cái vị não của mình. À, tham quá là mẫu, sân quá là mẫu. À, giới là vậy đó, giới có nghĩa là đời sống có kiểm soát để nói năng trong kiểm soát. Còn cái nghe đầy đủ đây có nghĩa là gì, là cái kiến thức về giáo pháp. À, kiến thức về giáo pháp bắt buộc phải là giáo pháp Phật pháp, phải có học căn bản. À, tối thiểu để làm chi ta, vì phải có kiến thức căn bản để có được chánh tính nha, nhớ nha. Cái này đó, cái số 3 à, là cái kiến thức Phật pháp tối thiểu để có được ba cái chánh tính. Kẹt vậy đó, nó phải như vậy các vị có hiểu không? Cái chứ không thôi mà nói mơ mơ màng màng, nó ổ đủ là sao vậy hả trời, thì mình nói là đủ được, nghĩa là anh học Phật pháp làm sao có được ba cái chánh tính đó nha, thì đó gọi là đủ rồi. Cái thấy đầy đủ là sao, thấy đầy đủ cái số 4, cái thấy đầy đủ tức là cái sự viên mãn đó, đầy đủ không dựa vào cái số lượng, không dựa vào cái số lượng, không dựa vào cái số lượng hay cái giá trị cái vật thí, mà là cái khả năng buông bỏ của ta. Cái này quan trọng lắm. Thí đầy đủ không dựa vào số lượng hay là cái giá trị vật thí, mà là cái khả năng buông bỏ của ta nha. À, thí dụ như bây giờ đó là một cái bà bán vé số, mà bữa hổm tôi nói rồi, bà vẫn bán vé số mỗi ngày. À, bà thấy có ông sư đi bát ngang, nhưng mà bà mỗi ngày đó là bà ráng mà nhín và mua ổ bánh mì không đó, bánh mì không có nhân á, bánh mì không với bịch sữa đậu nành, mà ngày nào cũng làm cái vậy đó, cứ có bánh mì vậy đó với bịch sữa đậu nành vậy đó, ngày nào cũng làm vậy đó, thì nó đáng quý hơn là một ông đại gia mà đặt cơm tháng nha, đặt cơm tháng cho ông si. À, một ngày vậy là có ba bốn món luôn, coi như món cơm, món canh, món mặn, món xào, món kho, món nướng, rồi món tráng miệng, ngày nào cũng có nhà hàng đem tới cho ông sư hết. Thì một ông đại gia mà đặt cơm tháng sang trọng cho ông sư rất có thể là cái phước ít thân bà cụ này. Bởi vì sao? Vì đối ông số tiền nó quá nhỏ đi, thậm chí đó là cái số mà ông chi ra nó không có đủ để ông thấy ra được cái dấu hiệu hao hụt trong cái tài khoản của ông. Biết nói trong rung hiểu, tôi nói thiệt là chậm, nó ít đến mức mà nó không đủ cho ông thấy cái sự hao hụt trong cái tài sản của ông. Trong khi đó cái bà cụ mà bán vé số, các vị biết một khúc bánh mì với một cái bịch sữa đậu nành nó đúng là nó bao nhiêu, nhưng các vị biết nó lớn chuyện lắm, cái gì biết không? Bởi vì lẽ ra cái phần đó là cái phần của bà, tức là sáng nè, tới khi nàng đi là nàng dọng hai cái đó vô mồm rồi, một khúc bánh mì không với là một bịch sữa đậu nành nóng hổi thơm ngát luôn. Mà bây giờ nàng nhịn ăn, nàng nhường miệng để mà nàng đi để bác cái đó, nó mới ớn nha.
À, cho nên là ở đây cái bố thí nó không có tính trên cái số lượng hay là cái giá trị vật chất của cái món được cho, mà phải tính trên cái là cái tấm lòng, cái khả năng hy sinh, khả năng buông bỏ của thí chủ. Cái này mới ghê. Cho nên trong kinh mới có câu thế này, Đức Phật ngài dạy là vị tỳ kheo giàu chỉ với cái bình bát khất thực cũng đủ để mà sống cái hạnh bố thí. À, chứ không nhất thiết phải nhà cao cửa rộng nữa, là tiền muôn bạc vàng à, mới có thể làm là cái thí chủ lớn. Mà chỉ với mình bát khất thực thì vị tỳ kheo hoàn toàn có thể sống cái hạnh bố thí bằng cách chia sẻ cái bình bát khất thực của mình. Đọc cái đó tôi rất là hoan hỷ nha, rất là hoan hỷ. Có nghĩa là làm tu sĩ vẫn có cơ hội bố thí. Và ông tôi nói không biết bao nhiêu lần, có gì hỏi ủa cái đó bố thí kiểu nào, nó dễ ẹt thôi, cứ là mình ngó ra mình bát mình cái món nào mà cái người không có răng á họ ăn được à, cái món nào mà cái người da tiểu đường á người ta ăn được, cái món nào mà người da cao máu người ta ăn được, cái món nào mà người ta táo bón người ta bị bệnh trĩ người ta ăn được. Thì mình liếc coi anh em coi họ mấy cái vị mà có nhu cầu á mình san sẻ với người ta nha, thì đó đã là hạnh bố thí. Bình bát thôi, chỉ là bình bát thôi nha. Ví dụ như mình biết có ông cụ, ông sư cụ ngồi kế bên mình nên là ông không có răng, mà mình thấy mình có cái nào mà mình mềm mà ông được, mình chỉ đưa qua cho chàng, đó là công đức. Công đức đó là vô bờ đó. Là tại vì á cái này là mình cũng mồ hôi nước mắt, mình cũng đi bộ thấy bà mình nên mình mới có được cái này, mà tưởng sao mình về tới nơi mình không có ăn, mình mới đưa cho cái ông cụ không có răng này nè, ông ăn. Cái đó là vừa là công bố thí công khó, mà bố thí cả phẩm vật, bố thí bằng cả một cái tấm đạo tình mà nó ngun ngút trời mây, cái gì biết không đấy. Rồi chứ còn mà đâu có cần phải yến xào bồ ngư rồi lộc nhung rồi, cái đó là quá 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 sang nha. Rồi rồi cái đó là tiếp theo, đó là tuệ. Tới tuệ đầy đủ có nghĩa là sao, là tuệ thấy được. À, số 5 là cái gì ta, là cái trí tuệ đủ để thấy được ba điều đã nói ở chánh tín. À, ba điều đã nói ở cái phần là chánh tín nha. Ghi cái này nó nhỏ quá đi nha. Chánh tín đó tức có nghĩa là trí tuệ cỡ nào đi nữa thì cũng phải thấy, một là thấy được cái nguyên tắc nhân quả, thấy hai là thấy được cái nguyên tắc tam tướng, và cái thứ ba nữa đó là thấy được cái giá trị, cái tác dụng của pháp môn tứ niệm xứ, tức là của đạo đế đó. Biết rõ đạo đế là cái gì nha, biết rõ đạo đế là cái gì thì cái đó là trí đầy đủ nha. Ô, không nhờ 5 giờ rồi, cho tôi nghỉ chứ, ngày mai gặp bà con nha. Đúng rồi, đúng, chúc bà con một ngày vui. Ngày mai gặp tiếp. Idam yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sa sa